shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chỗ nào vậy em? À, trong nhà này. Doraemon nha. Doraemon nha. Đứng lại, thằng kia. Một team nhá. Một team em nhé. Đúng rồi, lên bảng cả này. Đứng lại nữa không? Lên bảng này. Còn thằng nào nữa? Chết rồi, có này. Uầy, trong này em ơi. Đấy em. Em với kem em ơi. Một đứa qua cứu anh đi. Clear. Ok, hợp lý. Ủa, nó tranh thủ nó như thế anh. Chắc đồ trắng nó bắn à? Rồi nha các bạn ơi. Có máu chưa anh? Ủa rồi. Ủa rồi ôi, anh có rồi em ơi. Thế đâu Hoa với lại Phúc qua phòng lạc tôi bây giờ là cãi nhau ở bên này đấy hả? Vứt kém mình ra ngoài này có nòng 2 rồi. Ok ok. Muốn thêm máu cái đã. Đồ khá là ổn rồi em ạ. Để xem cho anh lượng thêm máu coi. Máu ít quá. Rồi có 6 thứ máu hợp lý. Thế thôi mấy đứa. Đi đi. Nhiều khi chăm đút đồ quá cái bị cho nó hạ. Sợ cứ khí anh ơi. Để anh ăn tạm cái nấm coi. Ok ok. Thế qua xưởng cũng được. Đây qua ngay. Mọi người qua xưởng đi. Sao em? Mìn anh ạ, anh để ý. Bên này có mìn này. Không phải chúng nó đặt mìn anh. Nó gài mìn. Ok ok. Lúc nãy mày anh dính hai quả mìn nhưng mà không chết. Anh không súng mới điện. Vừa nãy sao? Vừa nãy anh dính hai quả mìn nhưng mà không chết. Trận lúc nãy. Chứ đây thì ơ ô kìa đấy. Anh soi nó không đỏ em ạ. Sao vậy ta? Anh bay cả giáp rồi giống em rồi. Có đâu nữa mà ăn. Ơ nhưng mà lúc nãy anh soi nó không đỏ em ạ. Khó hiểu. Thế tưởng không có mìn. Buồn. Đai rồi các bạn ơi. À quên, không phải đai. Mà là mất giáp rồi các bạn ơi. Thính bên đây xem có giáp không này. Em vừa mất. Em cứ coi xem để anh lượn lờ quanh chỗ này coi nào. Có spa đấy anh ơi, Groza trong xác. Trong. Thế cứ lượn đi em. Em không bắn được Groza. Groza bắn ngon mà. Cứ để lượn cũng được. Đấy hả? Ngay phía dưới đây em. Cái đầu. Ok nốc rồi em ơi. Còn một đứa nữa chỗ bông keo đây em, còn chỗ bên kia anh vừa đâu rồi. Đây này, ủa chúng nó cứu nhau hả? Cứu nhau làm sao đây anh qua đây rồi này. Qua đây móc này. Cứu nhau làm sao. Ok hợp lý, ê, phía sau nữa. Cái đậu xanh làm sao. Uầy, pin yếu, pin yếu. Bên dưới này, một đứa này. Xong, clear. Anh chỉ chơi được nốt trận thôi, xong là anh offline thôi, tại pin nó yếu rồi em ạ. Để giảm thanh này, xây tốt phết anh em ạ. Qua đây lập sau này coi, xem có gì không đây. Hòm xác này nữa nhỉ các bạn. Có súng điện. Em bắn được. Ok, anh phun rồi, anh phun rồi, anh có ăn nấm mà, bắn cho mấy đứa ấy. À. Team bây giờ ai cũng phun à? Toàn máu phun cây cả sao phải ngại. Thế chạy qua khu dân cư thôi. Nhà máy điện bây anh. Giờ đến lúc chạy qua đấy rồi, nhà máy điện hả? Ok ok, thế qua nhà máy điện nhá. Anh chưa thấy có điều gì bất thường cả. Wow, đi thôi mọi người.
lên nhà máy điện xem còn có ai nữa không, rồi còn kêu cho nó nữa chứ. Đơn giản là bo nhỏ thế này vẫn còn đông lắm anh em ạ, 14 giờ nữa. Thế cứ từ từ. Ủa, có người hả em hay sao? Ở dưới đây em ơi, quay lại số 2, ở xưởng, còn người. Ngay chỗ nhà để xe đây em. Ok. Mọi người ra chỗ số 2 nha. Ủa, team khác đấy hả? Em ơi, 30 đang còn nhá, 30 đang còn nhá. Bên trên em ơi. Bên trên này 30 có người này. Gốc cây 30. Ui. Team sau nhà nó hạ anh này. Ê. Một đứa sau nhà nhá. Cái gì vậy? Ok, knock rồi nha. Còn đứa ở trên nữa, mọi người cẩn thận. Xong con keo ấy. Lao ngoài xong con keo này này, clear rồi à? Ok, hay. Anh có máu phát á. Này, mau được một đứa ở ngay dưới nhà để xe. Thằng này có giáp chống nổ này. Khá ngon. Tốc 1 nhanh ơi, ok anh sẽ có tốc 1 nhá. Còn 6 thằng nữa, như vậy là chúng ta sẽ phải chiến đấu với 2 team nữa anh em ơi. Làm sao chiến đấu hạng của bọn này là tốc 1 rồi, đơn giản thôi. Cứ đi team với nhau thì hạ cục bọn này đơn giản. Chẳng qua là anh chưa thấy chúng nó đâu mấy đứa. Nhà đá hả? Thứ hai hả? À thứ hai. Đúng rồi, thứ hai nhá. Ngay ở cái răng cửa sổ đấy em ạ. Ủa, đã hạ em rồi hả? Rồi ok, cứu lắm. Sao mày? Anh thấy rồi. Anh thấy rồi, thằng bé nó núp vào trong rồi em ạ. Ai có bao keo không câu lên. Để em câu lên cho. Đây đây. Nó có hai đứa em ơi, hai đứa. Thế chắc team còn lại là team squad rồi. Hả? Cùng một hả? Xong lên. Ok. Ủa, cho nó cho nhiều liệu quá. Cho nó cho bông keo ấy, anh câu liệu hay fail. Chạy. Câu liệu khá là fail anh em ạ. Hôm nay có ai không đây? Có đấy. Không vào được hả em? Để vào. Đây nó. Bên cho nó chạy chơi bên này. Hợp lý. Nhảy xuống gì hả? Nhanh vậy. Con này chạy nhanh vậy ta. À, chạy khá nhanh em ạ. Khá là nhanh nhé. Khá là nhanh này, ok. Xong, clear. Hợp lý. Ở cái góc SE có người nha em ơi. Đâu à? Hạ nốt hai đứa nó là ok SE nha em ơi. Mấy anh pin nó yếu, chơi game nó lag em ạ. Không sao rồi anh. Thì thôi các bạn ơi. Bơm em. Ok. À, trong nhà. Nhà xanh 165. Nhà xanh 165, hai đứa đang ngồi nhà nha em ơi. Đi qua. À ok. Mọi người có bông kem không? Ngồi ngay ngoài này. Mày được. Úi dồi, nó hạ Zenia rồi. Một đứa ngay ngoài này. Nó sợ anh luôn này. Bắt tử heo hai đứa. Thôi. Anh gãy phần này. Để mọi người cứ công mà đi. Nó hại rồi. Ui, cứu được luôn. Thế thì kinh hẳn em ạ. Dựng bông kem cứu anh thì đấy nó là nghệ thuật rồi em ơi. Bắn máu luôn cơ. Cái này là nghệ thuật rồi em ơi. Bạn ở đâu? Hợp lý. Nãy không biết bạn nào dựng bông keo mà nghệ thế nhỉ? Ủa? Team mình một bạn die rồi. Thế đang còn một đứa nữa em ơi. Anh tưởng xong rồi chứ. Thằng kia chết. Đang còn một thằng nữa. À đủ. Đây, bạn đây. Anh tưởng team mình win rồi, hóa ra đang còn thằng nữa. Xenia nãy đai lúc nào không biết, chắc lúc nãy. Pha này 3-1 thì làm sao kia sống được nữa.
thế luôn, có mà chạy đằng trời. Ê ngay ngoài mọi người quay lại, quay lại mày ngay chỗ chị lão này. Dota nó có giảm thanh đấy em ơi. Hàng rào sau hàng rào. Dũng kêu đấy mày, 195 nhá. Làm sao đấy, yes xong. Clear. Anh có mỗi quả liệu này. Tên tên. Ui nhiều mìn thế. Nhà buôn mìn hả em? Ok, như vậy là trong trận này thì mình đã có được top 1 rồi nha anh em. Top 1 6 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.